Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Kháp, video ngày hôm nay Hiện bây giờ là khoảng 8 giờ tối tại Cali ngày thứ ba Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi Và thị trường chứng khoán đã mở cửa trở lại Tại vì hôm qua là ngày lễ các bạn Hôm nay nó mở cửa trở lại Và chúng ta có rất là nhiều những tin tức nổi bật liên quan đến crypto Tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Nhưng mà trước hết các bạn đã nhớ là ngày hôm qua Sau khi mà giá Bitcoin Tăng nhanh lên tới mức là 70.600 đô ra thì sau đó đã điều chỉnh nhanh xuống tới cái mức thấp đó là ở cái mức là 67.200 đô các bạn và lý do là liên quan đến cái sự lo lắng về tình hình của sàn Malgox họ có chuẩn bị bán cái số lượng lớn Bitcoin hay là không và hôm qua thì cũng đã chia sẻ rất nhiều với các bạn rồi đó là một cái sự kiện các bạn nên quan tâm đến nhưng mà không nên lo lắng nhiều quá và hôm nay đã cũng có một cập nhật thì muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta nhìn thấy được là ít ra đó, giá của Bitcoin và ngay cây Ethereum cũng đã có cái sự ổn định trở lại và bây giờ chúng ta đang trở về cái mức là 69.000 đô cho một Bitcoin các bạn thì bây giờ là 68.868 đô và Ethereum đó thì các bạn thấy được bây giờ đạt cái mức là 3.855 đô. Nói chung đó thì chúng ta thấy được là tuy hôm nay đã cũng có một số những altcoin cũng đang đỏ hiện tại. Ngoài trừ một số những cái meme coin đó cũng có sự tăng trưởng ngày hôm nay như là WIF tăng 18.5% cho bạn. Floki tăng hơn 8% và Shiba Inu tăng 12.9%. Thật ra đó cái thông tin liên quan tới sàn Mt. thì những người nào mà chưa xem tin tức và chưa có hiểu được chuyện đang xảy ra đó thì nên xem video ngày hôm qua. Tại vì uh, mỗi năm chúng ta lại có những cái thông tin liên quan tới mau thì nhiều bạn đã bắt đầu lo lắng. Nhưng mà sự thật ra như thế này chia sẻ mới đây đó là một cái sự kiện lớn đương nhiên các bạn cần phải quan tâm để hiểu chuyện đang xảy ra. Nhưng mà nếu nói lo lắng đó thì có uh, lo lắng hay không cũng sẽ như vậy mình thôi các bạn. Tại vì đến cuối cùng thì cái số lượng Bitcoin đó cũng phải được trả trên cái nạn nhân họ sẽ trả theo từng đợt và nếu như cần bán họ sẽ bán thông qua sàn OTC cũng là cái nơi mà các bạn thấy là những cái quỹ Bitcoin Spot ETF bây giờ đang thu mua và đương nhiên một số người khi mà họ muốn nhận Bitcoin nên họ có thể cũng sẽ bán nhưng mà còn không có nghĩa là họ sẽ bán cùng một lúc cho nên các bạn nào mà chưa hiểu tình hình thì hãy xem video ngày hôm qua để hiểu rõ hơn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là trong vòng ngày hôm qua tới hôm nay đó chúng ta nhìn thấy một hiện tượng là thứ nhất là cái người mà quản lý số tiền này để di chuyển hết cái số tiền là khoảng chừng 141.000 Bitcoin Và một cái ví khác các bạn Rồi sau đó họ lại chia ra là 3 ví Mỗi ví đó thì lưu trữ khoảng chừng 47.000 Bitcoin 230 Bitcoin là khoảng chừng là hơn 3 tỷ đô la đấy các bạn thì tại sao họ lại chia ra thành 3 ví thì có rất nhiều giả thuyết cái này họ sẽ trả làm ba đợt hay gì đó chúng ta không biết nhưng mà chúng ta đã có một cái thông tin đến từ Market Palace các bạn thì đây là cụ CEO của sàn Malgot các bạn đã nhớ trước khi mà sàn này sụp đổ đó thì Mark Palace là người đứng sau lưng cái sàn này thương nhiên bây giờ sàn này đã phá sản rồi thì không còn CEO nữa cái số tiền này đã được bảo quản bởi cái đơn vị mà sẽ phân phối cái số lượng tiền này cho nạn nhân nhưng mà Mark Capellas thì nói là theo như ông biết thì người quỹ thác đang chuyển số coin qua một ví khác để mà chuẩn bị cho việc phân phối như là trả tiền cho những nạn nhân dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay các bạn. Các bạn đã nhớ là mỗi năm trên thị trường có một cái hạn chót. Năm nay đây hạn chót là vào tháng 10 của năm nay. Nhưng mà hiện bây giờ đây thì không có kế hoạch bán Bitcoin nào hết. Thì có thể đó là lý do tại sao mà thị trường đang an tâm trở lại nhưng mà đối với thuận đó thì đụng thà họ bán cho nhanh luôn các bạn. Tại vì đây là một sự kiện chỉ xảy ra một lần mà thôi. Nó là một cái đám mây đen bao trùm cái thị trường đường này bao nhiêu năm qua các bạn chỉ khi nào cái đám mây này tan biến rồi đó chúng ta mới sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức này nữa tại vì các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng về tin tức liên quan tới mau chuẩn bị bán để mà trả tiền nó ảnh hưởng còn nặng hơn là tôi nghĩ khi mà họ thật sự bán để mà trả tiền các bạn tại vì bao nhiêu năm qua là tin tức đó cứ được nhai đi nhai lại hoài thì đối thôi thà là họ nhanh chóng bán cho rồi nhưng mà thì bây giờ thì vẫn chưa có cái kế hoạch nào hết và khi mà họ trả tiền nó sẽ trả theo từng đợt các bạn đó là những gì mà thường đã chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm qua đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới Mao Gót thì bây giờ nói chung đó thì tôi nghĩ là từ đây cho đến tháng 10 đó đâu đó khoảng chừng là tháng 7 tháng 8 hè này chúng ta lại một lần nữa nghe nói tới tin tức liên quan tới Mao Gót thì bạn cũng đừng có cảm thấy là quá bất ngờ và các bạn cũng đừng cảm thấy quá bất ngờ nếu như mà một lần nữa cái ngày hết hạn lại bị dời lại cho năm sau tại vì điều này cũng đã xảy ra nhiều lần rồi và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với những tin tức khác nổi bật ngày hôm nay đi Thì các bạn thấy được là chúng ta có một công ty mà nhiều bạn cũng đã nhớ đó chính là Made Planet các bạn Đây là một công ty mà ở Nhật Bản đó, thì cái công ty này họ muốn trở thành Michael Strategy của châu Á Có nghĩa là họ sẽ bắt đầu thực hiện cái chiến lược thu mua Bitcoin cho công ty Và công ty này đó hiện bây giờ sau khi mà thu mua lần đầu đó thì họ cũng đã bắt đầu có cái đợt thứ nhì Và họ đã chia sẻ là công ty này đã phê duyệt để mua thêm 250 triệu Yen thì 250 triệu yên là khoảng chừng là một triệu rưỡi đô la mà thôi nói chung đó thì cái ý tưởng của công ty này cũng giống như là microstrategy nhưng mà cái sức mua nó đi như là không bằng là các bạn tại vì microstrategy mỗi lần mua thêm mấy trăm triệu đô la lận thì uh, dù sao đi nữa của ít lòng nhiều các bạn nhưng mà đây không phải là công ty duy nhất đâu các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu lại có thêm những tin tức là những công ty đó họ đã bắt đầu thực hiện những chiến lược y chang như microstrategy rất là khó để có thể uh, phớt lờ cái sự thành công của MicroStrategy các bạn trước khi mà họ bắt đầu thu mua Bitcoin trước năm 2020 đó các bạn có biết MicroStrategy là công ty gì hay là không? Tôi nghĩ là rất ít người biết. Thật ra cái, cái công ty thường đang làm thì bây giờ cũng sử dụng một cái phần mềm của MicroStrategy nhưng mà nó không phải là một cái công ty mà nhiều người biết tới đâu. Nhưng mà sau khi mà công ty này đã bắt đầu chiến lược Bitcoin thì đã thu hút rất nhiều cái sự chú ý các bạn và công ty này đã ngày lại càng có vốn hóa lớn hơn, cái số lượng Bitcoin họ có được ngày lại càng nhiều hơn và cổ phiếu của họ tăng rất rất kinh khủng các bạn tăng còn mạnh hơn cả bitcoin nữa đương nhiên cũng sẽ có sự dao động cùng với chu kỳ của Bitcoin nhưng mà các bạn nhìn thấy được là cổ phiếu của MicroStrategy từ đầu năm tới bây giờ đó đã tăng tổng cộng là 165% các bạn. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào biểu đồ trên màn hình đây các bạn thấy được đây là một cổ phiếu đã được sinh ra trong cái thời bong bóng com các bạn nhìn thấy được là cổ phiếu này đó cái thời bong bóng com là từ năm 1998 bắt đầu ở cái mức là chỉ có khoảng chừng là 140 đô la các bạn và chúng ta nhìn thấy là đỉnh điểm đó là vào tháng 9 của năm 1999 lúc đó cổ phiếu này đạt cái mức là 1, 172 đô rồi sau đó đó đã nhanh chóng giảm mạnh khi mà bong bóng .com bể các bạn và không giống những cái công ty như chúng ta nói tới là công ty Microsoft, những cái công ty mà họ ngày lại càng đứng vững hơn thì cổ phiếu của họ đã hồi phục sau bong bóng .com nhưng mà đối với lại MicroStrategy đó thì cứ dập dìu dập dìu bao nhiêu năm các bạn thì nếu như mà chúng ta nói tới đầu năm 2020 đi nghĩa là 20 năm các bạn, sau 20 năm có bong bóng com đó, thì cổ phiếu của Microsoft chỉ ở mức là 130 đô thôi các bạn 130 đô còn thấp hơn cái mức mà họ bắt đầu giao dịch hồi tháng 3 năm 1998 nữa ở thời điểm đầu năm 2020 nếu như mà ai nói với các bạn là cổ phiếu này đó sẽ có thể không những là trở về cái mức của thời năm 1999 mà còn đạt đỉnh mới nữa thì không có mấy người tin đâu các bạn nhưng mà đó đã là sự thật rồi tất cả đều chỉ vì chiến lược Bitcoin của họ đó cho nên các bạn nhìn thấy được là Bitcoin họ bây giờ đó đã không còn là một cái gì mà người ta nói có thể làm sập một công ty hay là làm ảnh hưởng đến tài chính một quốc gia. Rất rõ ràng những cái quốc gia mà họ áp dụng chiến lược Bitcoin cho đúng. Giống như chúng ta nói tới El Salvador hay là MicroStrategy thì họ đã có được cái sự thành công rất là lớn cho nên rất nhiều công ty bây giờ họ đã không thể bỏ qua cái sự thành công này. Chúng ta bây giờ lại có thêm một công ty nữa. Đó chính là công ty Sampler Scientific, mã cổ phiếu là SMLR. Họ cũng đã theo chân MicroStrategy và chấp nhận Bitcoin làm tài sản dự trữ chính cho công ty. Semler Scientific thông báo là họ đã mua 580 bitcoin, tổng số tiền là 40 triệu đô la các bạn. Như là họ bắt đầu tích lũy bitcoin thay vì tích lũy những tài sản khác cho công ty. Thì Semler Scientific đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiếp thị cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm chống lại cái bệnh mãn tính. Thì họ đã chia sẻ ra trong cái bài thông báo của họ, họ nói là chúng tôi tin là Bitcoin có những đặc điểm độc đáo như là một tài sản khan hiếm và có giới hạn có thể đóng vai trò như một biện pháp chống lạm phát hợp lý và là nơi chú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Hơn nữa, chúng tôi được khích lệ bởi sự chấp nhận Bitcoin ngày càng tăng trên toàn cầu Điều này được phản ảnh gần đây nhất bởi việc SEC phê duyệt 11 quỹ Bitcoin ETF. Thì đây là cái sự chia sẻ của họ. Nói chung lý do thì họ cũng chia sẻ những lý do mà chúng ta cũng đã từng nói tới rất là nhiều rồi. Họ có thực sự tin Bitcoin hay không nên thì chỉ có họ biết mà thôi. Nhưng mà sau khi mà có thông tin này, các bạn nhìn thấy là cổ phiếu của họ ngày hôm nay trên sàn chứng khoán Nasdaq của Hoa Kỳ đã tăng 24.36% và sau khi đóng cửa tăng thêm 10% nữa. Các bạn có thể nhìn thấy được là cổ phiếu của họ đó nếu như chúng ta nhìn vào trong thời gian là 5 năm qua thì không được ổn lắm các bạn. Nhưng mà hôm nay đã có sự tăng trưởng chỉ vì họ đã bắt đầu thực hiện chiến lược lưu trữ khôi Thì có rất nhiều bạn bắt đầu lo lắng nói là cái này đó có phải tương tự như bong bóng đặc không hay là không. Lúc đó đó thì công ty nào hoặc cũng đó là họ có liên quan tới Internet để có được cái sự thu hút đến từ những nhà đầu tư và tiền đổ vào cho nên cổ phiếu của họ tăng trưởng. Nhưng mà thật sự họ không có một cái sản phẩm nào gọi là tốt hết. Thì đương nhiên điều này cũng hoàn toàn có thể các bạn cũng giống như chúng ta đang chứng kiến nó có những cái phong trào ai thì bây giờ rất nhiều công ty đó họ đột ngột nó họ là công ty ai các bạn thậm chí trong thị trường crypto này chúng ta cũng có một số những dự án bây giờ họ đột ngột nói là họ chuyển hướng ai đó chính là cái sự chú tâm của họ thì chúng ta thấy được là những công ty nào mà có chữ ai bây giờ đó thì cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm thì cũng tương tự thôi các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là những công ty nào mà họ chiến lược bịch khôi đó hiện bây giờ lại khiến cho nhiều người quan tâm thì có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được là lý do tại sao mà chúng ta thấy những công ty này khi mà họ nói họ có chiến lược bịch khôi đó thì cổ phiếu lại tăng rất là rõ ràng cho các bạn thấy được là cái sự quan tâm của thế giới đầu tư đối với bitcoin rất là lớn và họ tìm nhiều cách để mà tiếp cận bitcoin cũng như là họ quan tâm tới ai cho nên những công ty nào liên quan tới ai họ cũng tìm cách để mà tiếp cận khiến cho cổ phiếu hay là những dự án đó tăng trưởng các bạn thì cái này là một điều rất rõ ràng cho thấy được là thị trường rất quan tâm tới Bitcoin. Thứ nhì nữa đó thì đương nhiên có công ty thật sự là tin tưởng và áp dụng những chiến lược dài hạn đối với Bitcoin như là MicroStrategy. Họ không phải là chỉ đơn giản là mua Bitcoin lưu trữ đó các bạn. Các bạn thấy được là họ bây giờ đã có một số lượng Bitcoin lớn rồi và họ muốn tiếp tục thu mua nữa đó thì họ có thể là bắt đầu bán những trái phiếu với lãi suất tương đối là thấp nhưng mà người ta vẫn mua tại vì người ta muốn tiếp cận cổ phiếu của MicroStrategy và các bạn thấy được là họ cũng có những cái chiến lược như là bán thêm cổ phiếu để mà mua thêm và họ cũng có thu nhập đến từ cái dịch vụ phần mềm của họ để tiếp tục thu mua thêm Bitcoin họ tạo ra nhiều cái cách để mà kiếm lợi nhuận cho cổ đông và khi mà họ bán trái phiếu như là vay mượn đó, thì họ thường bán những trái phiếu mà có cái ngày đáo hạn rất là xa các bạn giống như là khoảng chừng 6 năm hay là 8 năm có nghĩa là họ có ít nhất là một chu kỳ lỡ như mà chuyện gì đó xảy ra cho nên các bạn thấy được là họ cũng đã có rất nhiều sự tính toán thêm vào đó đó các bạn thấy được là họ cũng đã bắt đầu phát triển những cái phần mềm liên quan đến bitcoin chủ yếu là giúp đỡ những công ty để có thể chấp nhận thanh toán như bitcoin các bạn và đương nhiên họ sẽ có thể kiếm được lợi nhuận từ những cái phần mềm đó cho nên họ có những cái chiến lược rõ ràng những công ty này có hay không đó, thì chỉ có họ mới biết mà thôi các bạn cũng đang nhớ là năm 2017 thì cũng có nhiều cái phong trào là nhiều công ty đột ngột họ nói họ là công ty liên quan tới blockchain nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy rất rõ ràng là họ không có thật sự là công ty blockchain và cổ phiếu cũng đã giảm nhưng mà cũng có nhiều công ty vẫn tiếp tục phát triển tới bây giờ các bạn thấy được những công ty như là công ty block đó trước đây là công ty Swear các bạn chuyển thành công ty Block và bây giờ đã chú tâm chỉ để phát triển Bitcoin mà thôi và chúng ta thấy là MicroStrategy cũng là một cái ví dụ của một công ty thật sự tin tưởng và phát triển trong cái thị trường Bitcoin này còn những công ty còn lại thì sao thì sau này chúng ta mới biết nhưng mà việc là họ sử dụng Bitcoin để có thể là thấy sự tăng trưởng của cổ phiếu cũng không phải là điều gì gọi là quá bất ngờ đâu các bạn điều tương tự cũng xảy ra với lại những cái phong trào như là AI hiện bây giờ và mọi người đó thì luôn lo lắng tới bong bóng tài chính thật ra bong bóng tài chính là một cái phần của thị trường các bạn một phần không thể thiếu tại vì thị trường nó là phát triển trong kỳ vọng chúng ta nghĩ đến thị trường chứng khoán thị trường bất động sản thị trường vàng hay là thị trường crypto cũng như gì các bạn mọi người đó khi mà họ mua một token nào đó hay là họ mua một bất động sản hay là họ mua một chứng khoán họ không nghĩ đến hiện bây giờ mà họ nghĩ đến là tương lai như thế nào và tương lai ra sao đó thì mọi người là mọi khác và cái giá của cái cổ phiếu đó cho trên thị trường phản ảnh cái lòng tin nói chung của những nhà đầu tư vào cổ phiếu đó nếu như mà họ tin tương lai sẽ rất là sáng lạng thì cổ phiếu đó sẽ tăng rất là mạnh và ngược lại nếu họ nghĩ tương lai đã cực kỳ đen tối thì cổ phiếu đó sẽ giảm rất là nhiều nhưng mà phần đông có thể đón sai dẫn đến giá cổ phiếu sụp đổ các bạn đó cũng là chuyện rất là bình thường nó xảy ra với tất cả những cái loại tài sản nhưng mà điều quan trọng hơn là cái tài sản đó, đó về dài hạn nguồn cung và cầu ra sao cái đó mới quan trọng các bạn nếu như đó là một tài sản mà nguồn cầu ngày lại càng tăng lên thì cho dù ngay thời điểm đó có thể là bất động sản hay là chúng ta nói tới bitcoin khôi hay là nói tới bất cứ cổ phiếu nào có thể là ngay lúc đó thị trường đã quá phô mô quá hào hứng và đưa ra một cái giá quá cao thì có thể là sẽ dẫn đến bong bóng bị để nhưng mà sau đó đó một hai năm hay là vài năm sau khi mà công ty đó thật sự đã có nhiều tiến triển hơn cái nguồn cầu ngày lại càng tăng hơn thì lúc đó suy nghĩ của mọi người về tương lai đó lại càng cao hơn nữa các bạn dẫn đến cái giá của cổ phiếu đó có thể họ phục lại và đạt đến mới đó là điều chúng ta cũng đã nhìn thấy đối với bất động sản đối với bitcoin và đối với ethereum vân vân thì các bạn cũng đã thấy được là bong bóng là một điều cũng không có phải là cái gì quá bất thường trong thị trường tài chính đâu lúc nào chúng ta cũng đang chứng kiến một bong bóng đang hình thành và bong bóng lại vỡ rồi bong bóng đã hình thành nữa điều quan trọng là dài hạn ra sao thì đó là lý do tại sao mà thuận lựa chọn đầu tư dài hạn các bạn tại vì nó đơn giản hơn đối với thuận nếu như mà đầu tư ngắn hạn thì các bạn phải đưa ra cái dự đoán là hiện nay chúng ta đang nằm ở đâu trong một cái chu kỳ khi nào bong bóng mới vỡ thì nó khó hơn rất là nhiều khi các bạn đầu tư dài hạn thì cho dù là các bạn bắt đầu từ một cái thời điểm mà bong bóng sắp vỡ rồi thì các bạn cũng có thể tiếp tục đầu tư nếu các bạn có cái lòng tin về tài sản đó dài hạn thì khi bong bóng vỡ chỉ là một cơ hội để các bạn có thể thu mua với những cái mức giá tốt hơn mà thôi và chờ đợi lại có thêm một chu kỳ mới nữa và lúc đó thì các bạn sẽ đạt được cái mức lợi nhuận cần thiết để mà chốt lời và thị trường cứ tiếp tục như vậy cũng giống như là rất nhiều người khi mà họ tham gia vào năm 2017 thì thì tới cái đỉnh điểm là gần như 20.000 đô các bạn Sau đó giá Bitcoin giảm về chỉ còn có 3.000 mấy mà thôi Rất nhiều người đã chán nản Nhưng mà những người mà đầu tư dài hạn Thì họ lại thấy đó là cơ hội để họ có thể mua được Bitcoin ở mức giá rẻ Nếu như các bạn đã thích Bitcoin ở cái mức là 19.000 đô, 20.000 đô Thì tại sao các bạn lại không thích Bitcoin ở cái mức là 3.500 đô Và sau đó các bạn thấy Bitcoin lại đạt đỉnh mới Năm 2021 ở mức là 69.000 đô Và cách đây 2 tháng lại đạt cái đỉnh mới ở cái mức là 73.000 đô Cho nên đầu tư dài dài hạn đối thuận là một cái chiến lược đơn giản hơn nhưng mà mọi bạn sẽ có mọi cái cách suy nghĩ khác nhau và có vị thấy khác nhau nhưng mà đối thuận nơi một ví dụ là giống như chúng ta nói tới là các bạn chuẩn bị lên lịch để mới đi cắm trại đi thì các bạn có thể cắm trại trong mùa đông hay không thì đương nhiên có thể để các bạn các bạn có thể lựa chọn và xem thời tiết và ước tính xem là cái ngày nào là cái ngày mà sẽ không quá lạnh hay là không có mưa để các bạn có thể là đi cắm trại nhưng mà đối với thuận thì thuận thà lựa chọn mùa hè các bạn mùa hè sẽ đơn giản hơn Thuận có thể lựa chọn bất cứ một ngày nào trong mùa hè thì khả năng thời tiết lạnh hay là có mưa nó sẽ ít hơn đối với thuận ở kali này cho nên đó là một cách mà lựa chọn đơn giản hơn khi các bạn suy nghĩ dài hạn và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ một sàn mà các bạn cũng đã quen thuộc đó chính là sàn binance và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay đây là một sàn giao dịch tiên phong về copy trade từ những năm 2018 với giao diện dễ dùng cho traders mọi cấp độ. Bên cạnh đó đó thì Binance cũng là một sàn gọi là chịu chơi khi mà họ là nhà tài trợ cho những sự kiện blockchain lớn trên toàn cầu như là đối tác chính thức của đội bóng Chelsea. Hiện tại đây thì có một cái chương trình độc quyền dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital tặng thưởng lên tới 25 đô khi mà tạo tài khoản và nạp lần đầu tại Binex. binance giới thiệu chương trình Sun Airdrop hơn 1 triệu pp, bật mí cơ hội chia sẻ quỹ thưởng một triệu 900 000 đồng PP. Thời gian tham gia đó là từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5. Phần thưởng đó thì chia sẻ quỹ thưởng 1 triệu 900 000 token pepe Thưởng thêm 80 đô la cho mỗi người chơi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Thế lại đó thì hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tương ứng. Nạp lần đầu xác minh KYC khối lượng giao dịch hợp đồng đạt mức quy định và nhiệm vụ đó cũng khá dễ dàng và quà tặng đó cũng rất là hấp dẫn những người nào mà quan tâm thì liên đăng ký cũng như những thông tin chi tiết nằm bên dưới video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay BNX chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin ở bật trong video này và chúng ta bây giờ hãy nói tới những thông tin nổi bật khác đi Thì các bạn thấy là ngoại trừ hai thông tin đó ra Thì chúng ta cũng có Tổng thống El Salvador là Kelly cũng đã gặp Cathy Wood, các bạn Để mà thảo luận về Bitcoin, thị trường vốn và các cơ hội đổi mới Và trong cuộc thảo luận này đó thì Cathy Wood nói là Nếu như mà El Salvador tiếp tục con đường này Thì khả năng trong vòng 5 năm tới đó có thể dẫn đến là GDP của El Salvador nghĩa tổng sản lượng quốc nội của Salvador có thể tăng lên tới 10 lần các bạn. Và đương nhiên đây là ước tính của Cathy Wood các bạn. <laughs> chúng ta đều biết Cathy Wood thường đưa ra những cái ước tính rất là cao khiến cho nhiều người sửng sốt. Nhưng mà cái các bạn có thể nhìn thấy được là El Salvador bây giờ vẫn là một quốc gia mà chúng ta thấy là ngày càng tiến triển, cái kinh tế ngày càng tốt hơn. Đương nhiên nó vẫn là một quốc gia nhỏ nhưng mà cái sự cải tiến cũng đã có trong những mấy năm qua các bạn từ khi mà họ chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp và họ bắt đầu triển khai những cái giống như là đào Bitcoin bằng núi lửa, xây dựng Bitcoin City các bạn nghĩa là thành phố Bitcoin vân vân thì chúng ta đã thấy được là sau bao nhiêu năm qua El Salvador vẫn đứng vững chứ không giống như là nhiều người nói trước đây như là IMF nói là họ nghĩ El Salvador sẽ sụp đổ khi mà họ chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Không những là không sụp đổ mà còn mang tới rất nhiều lợi ích cho quốc gia El Salvador các bạn. Chúng ta đã thấy được là khi mà chấp nhận Bitcoin rồi thì dẫn đến những người mà yêu thích Bitcoin đến El Salvador để mà họ nghỉ hè hay là đến đó để mà họ đi du lịch. Và chúng ta cũng thấy được là nó mang tới cho những cái người dân El Salvador có thêm thuế có thêm công an việc làm, những công công ty Bitcoin cũng sẽ dọn đến Salvador và trái phiếu của Salvador cũng bán rất là tốt và gần đây các bạn đã thấy là công ty Moody cũng đã tăng hạng lên đương nhiên không phải là một cái trái phiếu quốc gia gọi là an toàn nhưng mà nó cũng đã đỡ hơn khi xưa rồi thì chúng ta thấy được là bây giờ Bitcoin đó không những là không khiến một cái quốc gia sụp đổ hay là không khiến một cái công ty sụp đổ mà còn là cứu tinh của rất nhiều công ty và các bạn đã thấy được là rất nhiều quốc gia bây giờ họ đang nhìn vào Salvador và sẽ đặt câu hỏi là quốc gia này có thể áp dụng chiến lược tương tự hay là không có rất nhiều quốc gia nhỏ hiện bây giờ các bạn và họ cũng cần thiết có được cái nguồn tiền hay là cần thiết có được cái phần thuế hay là du lịch như là Salvador thì họ cũng không thể phớt lờ được không bây giờ đâu và các bạn thấy được đây là những cái tấm hình được chia sẻ bởi Cathy Wood Ngày hôm nay đó cũng là cái ngày đầu tiên giao dịch cho cái sản phẩm Bitcoin ETPs Nghĩa là Exchange Traded Products các bạn Đây là sản phẩm mà được giao dịch ở nước Anh Thuận không biết tại sao mà ở nước Anh thì họ lại lựa chọn là ra cái sản phẩm ETPs Nó cũng hoạt động tương tự như là ETF Có thể là tại vì luật chứng khoán ở London là như vậy Nhưng mà hôm nay các bạn thấy được là đã có sản phẩm ra mắt rồi Trong đó chúng ta có hai công ty Thứ nhất là 21Share và thứ hai là Wisdom Tree Cả hai công ty này đã đều đã có sản phẩm Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ và 21Share đã giới thiệu hai sản phẩm đó chính là 21Share Bitcoin ETN và 21Share Bitcoin Core ETN và Wisdom Tree đã ra mắt sản phẩm là Physical Bitcoin ETN. Nói chung, đây là những cái sản phẩm mà có Bitcoin thật sự và theo thông hiểu đó, rất nhiều quốc gia châu Âu họ sử dụng Exchange Traded Note ETN thay vì là ETF các bạn sự khác biệt lớn nhất tuy là khi các bạn trade đó, hoạt động thì nó cũng tương tự nhưng mà sự khác biệt lớn nhất đó chính là đối với lại etf đó, thì người dùng họ sở hữu cổ phần cổ phần đó là đại diện cho cái số lượng bitcoin của họ trong cái quỹ đó và etf đó thì sẽ được lưu trữ bởi một công ty thứ ba có một số bạn hỏi thuận là lỡ như mà blackrock bị sụp đổ thì sao các bạn lỡ như họ khai phá sản thì sao thứ nhất công ty BlackRock đó là công ty quản lý đầu tư lớn nhất toàn cầu nếu như mà họ bị sụp đổ đó thì sẽ có chuyện lớn đấy các bạn không phải thường nói là không thể sụp đổ tại vì chúng ta cũng đã từng chứng kiến là năm 2008 Lehman Brothers sẽ sụp đổ các bạn nhưng mà Lehman Brothers sụp đổ đó khiến cho kéo theo hàng loạt những công ty sụp đổ luôn thì nếu như Black có sụp đổ thì có thể là cũng tương tự như vậy à, cho nên khả năng đó nó không phải là không có nhưng mà tối thường cũng không có cao đâu các bạn nhưng mà lỡ như chuyện nó xảy ra đó thì cái cái số lượng bitcoin đó vẫn thuộc về những cái cổ đông mà đang lưu trữ cổ phần của quỹ bitcoin etf nghĩa là cái số bitcoin đó sẽ được trả cho những cái cổ đông các bạn à, không giống như là cái trường hợp mà công ty phá sản rồi cái số lượng tài sản đó được ghi chép lại rồi xung vào công quỹ rồi đợi cho tòa phán xét thì cái đó nó khác nhưng mà etf thì nó có lợi hơn tại vì cái cổ phần đó đại diện cho cái số lượng bitcoin được lưu trữ bởi quỹ và sẽ được trả trong trường hợp mà công ty đó phá sản đối với là ETN như chúng ta vừa nói tới thì nó khác một chút các bạn khi mà hoạt động thì nó cũng như vậy nhưng mà lỡ như mà những công ty này đã bị phá sản hay gì đó thì khả năng đó là cái mà các bạn đang lưu trữ không phải là cổ phần đại diện bởi cái số lượng bitcoin mà quỹ lưu trữ mà nó là một cái giấy nợ giống như là đây là một cái giấy nợ là họ đang nợ các bạn bao nhiêu bitcoin và giấy nợ đó gọi là etn các bạn và nó cũng giao dịch như là chứng khoán thông thường mà thôi nhưng mà theo thường hiểu nếu như mà công ty 21 share phá sản đi thì cái số lượng bitcoin đó sẽ được sung vào công quỹ và nó là một tài sản của công ty và bạn và những người khác cũng sẽ phải xếp hàng để mà chờ được tòa xử lý không giống như là ETF đó là có sự khác biệt nhưng mà nói chung là hôm nay cũng là ngày giao dịch cho hai sản phẩm của công ty 21 Share và của Tree các bạn chúng ta lại có thêm một dòng tiền nữa đến từ nước Anh và chúng ta cũng thấy được là nói tới BlackRock đó thì chúng ta cũng đã thấy là trong quý 1 vừa theo báo cáo đó thì BlackRock đã có hai quỹ cũng Thu mua cổ phiếu IBIT các bạn, đó chính là BlackRock Strategic Income Opportunities đã mua gần 3.6 triệu đô la cổ phiếu IBIT. Và thứ nhì đó chính là BlackRock Strategic Global Bond đã mua 486.000 đô la cổ phiếu IBIT. Nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là các bạn đã biết là IBIT là cái quỹ Bitcoin ETF của BlackRock. Thì bây giờ BlackRock cũng có rất là nhiều những cái quỹ đầu tư khác các bạn và bây giờ những người đó cũng đi thu mua cái quỹ IBIT giống như là một cái chiến lược trong mô hình đầu tư của họ và đây là cái bước thứ ba mà chúng ta thường hay nói đến bây giờ chỉ là sự khởi đầu thôi các bạn các bạn thấy được là tuy con số không có lớn nhưng mà ở Hoa Kỳ đó có rất là nhiều những quỹ đầu tư và cái số tiền quản lý cực kỳ lớn chỉ cần một phần của cái số đó đi vào thị trường Bitcoin nó sẽ khiến cho vốn hóa tăng lên rất là nhiều và điều đó đã vẫn đang xảy ra từ từ các bạn và tôi đã từng chia sẻ với các bạn sau này có thể rất là nhiều người họ mua Bitcoin, họ đầu tư Bitcoin họ cũng không có biết luôn. Tại vì các bạn thấy được là những người mà họ bận rộn đó, họ chỉ lựa chọn một cái quỹ đầu tư mà họ cảm thấy phù hợp với họ mà thôi. Giống như là họ là một người mà gần về hưu rồi, họ lựa chọn một quỹ đầu tư mà tương đối là an toàn hơn. Phần lớn trong quỹ đó là chỉ mua trái phiếu mà thôi. Hay là họ là một người mà vừa mới đi làm thì họ có thể chấp nhận rủi ro cao hơn. Mua những quỹ đầu tư mà mua những cái cổ phiếu của những công ty mà bắt đầu chỉ mới ra thị trường mà thôi thì có cái cơ hội tăng trưởng nhiều thì những cái quỹ này họ cũng có thể là chia ra một phần nhỏ để mà đầu tư vào những quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn như là iBit các bạn đang nhìn thấy thì những người mà họ đi thu mua những quỹ này, họ đi thu mua hàng tuần, hàng tháng họ cũng không có biết là họ đang thu một phần là Bitcoin đâu nhưng mà điều đó cũng không quan trọng tại vì cái quỹ này khi mà họ nhận được tiền Có hàng đó họ sẽ trích một phần đó đi mua iBit hay là đi mua những cái quỹ Bitcoin Spot ETF khác và các bạn thấy được là những cái này trong tương lai đó sẽ là một phần rất là lớn 3 triệu quỹ này, 3 triệu quỹ kia, 4 triệu quỹ nọ gộp lại sẽ rất là nhiều Và đây sẽ là một cái lực mua liên tục Tại vì những quỹ này đó là những quỹ mà người ta thường tích lũy lâu dài và chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin Spot ETF đi thì các bạn thấy được là chúng ta cũng đã tiếp tục có thêm một ngày có dòng tiền dương các bạn. Và hôm nay đó thì đáng tiếc chúng ta đã có cái lực bán đến từ Grayscale các bạn và con số không nhỏ. Đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy Grayscale đã bán con số là hơn 100 triệu. Lần cuối cùng đó chúng ta đã nhớ là vào ngày 10 tháng 5 thì cách đây cũng khoảng là hơn 2 tuần các bạn. Chúng ta thấy được là hôm nay đã có lực bán từ Grayscale là 105 triệu. Nhưng mà không sao những quý còn lại đó đều có lực mua các bạn ngoài chỉ một quỹ đó chính là cái uh, quỹ EZBC còn những quỹ khác đó thì đều có lực mua hết và đặc biệt hôm nay BlackRock tiếp tục dẫn đầu với lực mua là 102.5 triệu và với lực mua này và lực bán đến từ Rayscale thì hôm nay BlackRock đã chính thức là cây quỹ Bitcoin Smart ETF lớn nhất toàn cầu rồi các bạn đã qua mặt được Rayscale sau khoảng chừng là hơn 3 tháng và một điều nữa các bạn có để ý không bên dưới này đó chính là tổng số lượng tiền đi vào những cái quỹ Bitcoin Smart ETF trừ ra cái số lượng rời khỏi đến từ Grayscale các bạn thì vì Grayscale đã bán tổng cộng là 17,7 tỷ đô la trong vòng hơn 3 tháng qua nhưng mà cho dù tính luôn cái đó các bạn nhìn thấy được là những quý còn lại đó đã hợp nhau họ đã mua tổng cộng là con số cao hơn cái này rất là nhiều khoảng chừng là hơn 30 tỷ các bạn có nghĩa là dòng tiền từ khi bắt đầu tới bây giờ hơn 3 tháng qua là 13,7 tỷ đô la đi vào thị trường này trừ luôn cái số tiền bán bởi Grayscale rồi. Thôi nhấn mạnh điều này làm gì các bạn? Tại vì các bạn thấy được là mỗi một ngày đó nếu chúng ta thấy khi mà dòng tiền trở lại rồi đó thì liên tục hơn 2 tuần qua các bạn nhìn thấy được là 100 triệu, 300 triệu, 200 triệu, 200 triệu rất là nhiều cái số tiền đi vào thị trường này và các bạn thấy là đương nhiên họ sẽ thu mua thông qua sàn OTC thì sàn OTC sẽ có số lượng giới hạn mà thôi các bạn khi tới lúc nào đó rồi cứ tiếp tục mua như vậy tại vì mỗi ngày đây chỉ có khoảng chừng là 30 triệu Bitcoin được đào ra mà thôi thì sẽ dẫn đến cú sốc nguồn cung thì chúng ta cũng biết là có một đơn vị sẽ dạ, có cái lực bán không hề nhỏ tại vì trên căn bản đó chúng ta đã lâu rồi mới thấy Grayscale bán nhiều như vậy chứ còn hàng ngày đó nhiều khi họ lại thu vào nữa các bạn nhưng không phải là bán ra cho nên đối thường ra lực bán của Grayscale đó nó đã trở thành bình thường rồi nó không có còn như là trước đây bán liên tục 3 tháng nữa có ngày bán có ngày mua vào Hôm nay là một ngoại lệ có lực bán cũng cao hơn bình thường Nhưng mà những ngày bán còn lại thì 13 triệu, 16 triệu không đáng kể các bạn Và những ngày khác là lại thu vào à, Nhưng mà chúng ta biết có một đơn vị khác có thể là sẽ bán số lượng lớn Bitcoin trên sàn OTC Trong dòng từ đây tới tháng 10 đó chính là Malgox Nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng mà họ cần bán nó đâu đó khoảng chừng là 9 tỷ hay 10 tỷ Mà trong khi chỉ tốn có 3 tháng mấy mà thôi cái số lượng thu vào bởi những quỹ Bitcoin Smart ETF là 13 tỷ rồi và các bạn thấy được là mỗi tuần đó nếu như mà tốt thì có thể thu vào là cả tỷ đô la cho nên nếu như mà cái lực bán đến từ Mt. Gox từ đây tới tháng 10 mà họ chia ra đây mà bán cho dù là họ bán mỗi tuần là 500 triệu thì đó thuận nghĩ là cái lực mua đến từ những cái quỹ Bitcoin Smart ETF sẽ có thể hấp thụ được miễn là chúng ta tiếp tục thấy lực mua như thế này cho nên chúng ta đã có thêm một cái lực mua mà trước đây không có nhưng mà đáng tiếc cho dù là như vậy cái tin tức mà mau gót chuẩn bị bán thôi thì đã khiến cái thị trường dao động rồi các bạn cho nên cái tin tức nó còn đáng sợ hơn là tin thật nữa cho nên thuận thì muốn cái thông tin đi qua tới mao nhanh chóng chấm dứt các bạn thuận thà là họ bây giờ bán hết cho rồi để chúng ta có thể an tâm tiếp tục tiến tới và nói tới e spot etf đó thì vẫn chưa có tin tức gì mới hơn các bạn thuận chỉ biết là hiện bây giờ đó sec vẫn đang làm việc với những công ty cho cái đơn s 1 nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là công ty boshe đây là một công ty mà họ chuyên về những cái etf đồng thì họ cũng đã đệ đơn để có cái quỹ Ether ETF 2X các bạn Có nghĩa là đây là cái quỹ đòn 7 Khi các bạn mua đó thì sẽ có đòn 7 là 2X Cho cái quỹ Ether Futures ETF Và họ có lòng tin là sẽ được duyệt và có thể bắt đầu giao dịch vào ngày 4 tháng 6 Nhưng mà còn quỹ Ether Spot ETF đó thì sao các bạn Thì chúng ta bây giờ vẫn có ước tính là đâu đó trong tháng 6 Sẽ có cái lệnh phê duyệt S1 và bắt đầu hoạt động Và... Các bạn đã thấy được là đối với lại ước tính thì Alain Bernstein tiếp tục là một trong công ty rất là bullish và họ tiếp tục dự đoán là Bitcoin sẽ đạt 90.000 đô vào năm nay và 150.000 đô vào năm 2025 con số này đó cũng rất là tốt với các bạn tuy nó không có bolus như là ngân hàng Standard Chartered tức là Standard Chartered nghĩ là Bitcoin có thể đạt tới mức là 150.000 đô vào cuối năm nay và hơn 200.000 đô vào năm 2025 các bạn. Thì nói chung đó, chúng ta thì được là cái mức bây giờ là 68.000 đô chuẩn bị bước qua 9.000 nếu như mà nói từ đến cuối năm giá Bitcoin là 90.000 đô thì nó cũng không phải là cái gì gọi là không thể xảy ra đâu các bạn. Tại vì ở cái mức này là coi như gần 70.000 đô đi thì từ 70.000 mà lên tới 90 ngàn Thì tăng thêm Khoảng chừng là 20 ngàn nữa Thì tăng khoảng chừng là 28-30% Mà thôi các bạn Từ đây đến cuối năm Và các bạn đã thấy được là Từ đường đến tới bây giờ Bitcoin đã tăng rất là nhiều rồi Và Bitcoin trong dòng Bài tháng có thể tăng 50% Là điều chúng ta đã chứng kiến Nhiều lần Cho nên nếu nói Từ đây đến cuối năm Nếu như thật sự là Giá Bitcoin tiếp tục tăng trưởng Thì 90 ngàn Không phải là cái gì đó Gọi là không thể xảy ra đâu và chúng ta cũng có những thông tin khác cũng rất là bolus các bạn. David Bailey thì đây là CEO của Bitcoin Magazine và hiện là cố vấn crypto cho chiến dịch của cựu tổng thống Trump và ông đã tiết lộ là Trump đã hỏi liệu Bitcoin có thể được sử dụng để mà giải quyết các vấn đề nào quốc gia của Hoa Kỳ hay là không thì Billy trả lời là ông có một số ý tưởng nhưng mà chưa sẵn sàng để mà thảo luận về chủ đề đó trong cuộc gặp đầu tiên giữa Trump và ông thì nói chung các bạn thấy được là cựu tổng thống Donald Trump nó cũng rất là quan tâm đến Bitcoin hiện tại và thì bây giờ đó đã không thể rõ ràng hơn là ông lên tiếng một Bitcoin như thế nào và nó đã dẫn đến một sự thay đổi về giọng điệu cũng giống như là những cái quan điểm về Bitcoin ở Quốc hội Hoa Kỳ dẫn đến các bạn nhớ là tuần rồi đó có rất nhiều những dự luật được thông qua liên quan đến crypto ở Hạ viện cũng như là chúng ta thấy là Ether ETH đã được thông qua một tuần trước đó. Tại sao Bây giờ những nhà lập pháp lại quan tâm đến crypto thì cũng đơn giản thôi các bạn ngoại trừ việc là tiền quyên góp từ những công ty crypto thì theo cuộc khảo sát của Harris Poll ở Hoa Kỳ kết luận là sự quan tâm đến crypto đang ngày càng đang gia tăng và 33% cho biết là tài sản kỹ thuật số sẽ ảnh hưởng đến sự ủng hộ của họ đối với các ứng cử viên 98% người được hỏi ít nhất đã nghe nói về bitcoin khoảng một nửa đã nghe nói về ethereum 46% nói là họ chưa bao giờ nghe nói tới ethereum nghĩa là khoảng phần nửa mà thôi các bạn nhưng mà về bitcoin đó thì phần lớn đã được ít nhất nghe nói về bitcoin rồi tôi nghĩ là bitcoin bây giờ cũng khá là phổ biến rồi tôi nghĩ là ai nấy cũng đã từng nghe nói tới bitcoin nhưng mà có hiểu hay không là một chuyện khác và cái con số này có phải quá nhiều hay không đó thì để hướng chia sẻ thêm với các bạn tại vì đây là cuộc khảo sát trực tuyến như là online với 1.700 người được tài trợ bởi Scale thì các bạn thi được là thường đó những cuộc khảo sát online thì những người mà có thể họ không nghe nói tới Bitcoin đó thì cũng có thể là họ là những người lớn tuổi hơn hay là họ không có quan tâm đến tài chính hay gì cũng có thể là những người mà họ ít sử dụng online để mà trả lời những cuộc khảo sát trực tuyến thì có khả năng là cái cuộc khảo sát này đó nó lại nghiêng về những người mà ở độ tuổi mà có khả năng cao hơn là đầu tư crypto tại vì họ trả lời khảo sát trực tuyến online theo tôi nghĩ là như vậy thôi các bạn và thêm vào đó đó thì đương nhiên đây là cuộc khảo sát được tài trợ bởi Grayscale đây là công ty mà họ phát hành Bitcoin Smart ETF cho nên họ có thể có cái sự thiên vị các bạn cho nên nếu nói là 98% của tất cả người họ hỏi đó đã ít nhất nghe nói về Bitcoin thì con số này có thể cao hơn thực tế một chút Thường không biết được con số thực tế là bao nhiêu nếu như mà họ đi ra đường họ hỏi Nhưng mà Thuân nghĩ là nó cũng không có cao đến mức là 98% mà thôi Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là khoảng 17% cử tri cho biết là họ đã đầu tư vào Bitcoin trong cái số lượng mà được hỏi Thì đây là 17% của số 98% mà thôi có nghĩa là cho là nhiều người đã nghe nói tới Bitcoin đi cũng như nhiều người nghe nói tới AI nhưng mà thực sự hiểu về đầu tư đó thì cái phần đó nhỏ hơn các bạn chỉ có 17% mà thôi. Thì cái này gần ngang với tỷ lệ những người nói là họ đã đầu tư vào trái phiếu và cao hơn đáng kể so với những người mà đầu tư vào những quỹ ETF chứng khoán. Và như thường vừa chia sẻ đó đây là cuộc khảo sát bởi Grayscale online mà thôi nhưng mà cũng cho thấy rằng 77% của những người được khảo sát họ nói là một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ ít nhất nên có quan điểm hiểu biết về crypto. Có thể là không thích hay là thích nhưng mà ít nhất cũng có quan điểm hiểu biết chứ không phải là không quan tâm hay là phớt lờ crypto được. Và chúng ta thấy được đây là những cái thông tin cho nó tích cực nhưng mà Samson Mao đó thì là làm cho Thuần cảm thấy bất ngờ. Samson Mao là một người mà các bạn thấy là rất là bullish về thị trường Bitcoin và chính Samson Mao là người mà cũng đã kết nối với nhiều tổng thống ở nhiều quốc gia các bạn và đi chia sẻ thông tin về Bitcoin với rất là nhiều những cái nhà lập pháp. Nhưng mà Samson Mao đã bây giờ lại nói là có nhiều những nhà lập pháp ở Hoa Kỳ bây giờ đang ủng hộ crypto khiến cho Samson Mao cảm thấy là bất em một chút tại vì đối với Samson Mao thì cái ý của ông đó là trong vòng bao nhiêu năm qua chúng ta nhìn thấy được là quốc hội Hoa Kỳ những nhà lập pháp đó thì họ luôn vui dập thị trường này nhưng mà vì lý do đó cho nên thì crypto đó lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn tại vì chúng ta phải tự bảo vệ và tự phát triển nhưng mà bây giờ đó lại có nhiều những nhà lập pháp chính trị gia ủng hộ thì sau này lợi như có chuyện gì đó thì không biết là cộng đồng của bitcoin có mạnh mẽ để mà đối đầu với những sự kiện đó hay là không Tuy nhiên cái này là Samsung Mao đang lo xa thôi các bạn Nhưng mà đây là quan điểm của Samsung Mao mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Và thêm vào đó nữa đó thì nhiều bạn hỏi thuận là cái vấn đề liên quan tới SAP 121 Các bạn đã nhớ là đây là dự luật mà bãi bỏ quy định của SEC và mở đường cho những cái ngân hàng có thể lưu trữ crypto thì cái dự luật đó đã được thông qua quốc hội rồi các bạn hạ viện thượng viện bây giờ đang ở bàn của tổng thống Joe Biden thì khi nào ông mới ký thì trong tuần này đó và theo nhớ hình như là hôm nay hay ngày mai gì đó tại vì thùng biết là ông có 10 ngày các bạn tổng thống Joe Biden có 10 ngày để có thể là ký thông qua hay là phủ quyết hay là không làm gì hết nếu như mà không làm gì hết thì coi như là được thông qua các bạn thì theo thường biết là khoảng chừng hôm nay hay ngày mai gì đó tại vì hôm qua là ngày lễ nhưng mà trong tuần này chúng ta sẽ biết kết quả của sáp 121 và chúng ta còn vài thông tin khác cũng rất là thú vị các bạn. Hôm nay đây chúng ta có thông tin là thẩm phán Hoa Kỳ đã ra lệnh cho SEC phải trả 1 triệu 8 đô la trong vụ kiện với công ty crypto Datox bao gồm 600 000 đô chi phí pháp lý cho Datox các bạn. Và thẩm phán kết luận là SEC đã lạm dụng quyền hạn trong vụ kiện này. Các bạn thấy được đây là lần đầu tiên mà Thuận nghe nói tới là một đơn vị hành pháp của Hoa Kỳ là SEC đã phải trả tiền cho cái người mà họ kiện tại vì đó họ đã làm dụng chức quyền của mình và thẩm phán nhận thấy là SEC đã đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu nhầm một cách nghiêm trọng khi mà yêu cầu thẩm phán đóng băng tài sản của Deadbox trong vụ kiện bắt đầu từ năm 2023 thì bạn đã nhớ cái vụ này đó là Công ty Deadbox bị kiện bởi SEC họ nói là công ty này đó à, đã gian lận gì đó tới 49 triệu đô la Rồi sau đó, đó SEC lại nói với tòa án là bây giờ nên đóng bằng tất cả tài sản của Deadbox nhưng mà những cái chứng từ mà SEC giao cho tòa đó thì lại không có đúng sự thật gây ra một sự hiểu nhầm nghiêm trọng và sau khi đã biết được điều này đó thì thẩm phán rất là tức giận các bạn và bây giờ thẩm phán đã quyết định là SEC phải bồi thường và trả cái số tiền 600 000 đô chi phí pháp lý cho công ty Deadbox <laughs> nói chung đây là một cái sự thất bại tiếp tục của SEC tại tòa án nếu như mà Gary gansler đang nghĩ đến chuyện là được thăng chức và có được chức vụ bộ trưởng bộ tài chính thì còn cảm thấy là cơ hội đó bây giờ hình như là không có cao lắm tại vì các bạn nhìn thấy là sec đó đã gặp rất nhiều những cái chắc dở và gặp rất nhiều những sự thất bại khi mà ra tòa không những là riêng liên quan đến crypto các bạn những cái luật khác khi mà ra tòa đó thì cũng bị thua liên quan đến những cái quy định như là bắt buộc những công ty phải cung cấp những cái dữ liệu liên quan tới bảo vệ môi trường vân vân cái đó là một cái yêu cầu gọi là vượt quá thẩm quyền của SEC. Tôi nghĩ là Jay Cancel cũng nên tính chuyện để mà trở lại trường đại học để mà dạy đó các bạn. <laughs> Chúng ta cũng có một số những cái tin tức liên quan tới một số những cái đồng các bạn Aptos đã phá kỷ lục giao dịch. Trên một layer 1 trong một ngày Với 115,4 triệu Giao dịch các bạn vượt qua Cả Solana là 31,7 triệu Và xuôi hơn 67,7 triệu Vào ngày 25 tháng 5 Các bạn cách đây khoảng chừng vài ngày Sự tăng đột biến này là nhờ vào trò chơi Taposcat cho phép người chơi Trải nghiệm miễn phí gas Trong 72 giờ đầu tiên Và nói tới Solana đó, thì Solana Validators đã bỏ phiếu Với 77% ủng hộ cho đề xuất SIMD SIMD 0096 các bạn chuyển toàn bộ 100% phí ưu tiên cho vay đây rồi thay vì là chia ra 50 50 giữa cái phí đốt và cái phí trả thưởng như trước. Cái phí ưu tiên đó là khoản phí mà tùy chọn mà người dùng có thể thêm vào giao dịch để mà đảm bảo dịch của họ được xếp ở vị trí đầu trong hàng chờ thực hiện. Thì nói chung đó các bạn đã thấy được là đây là cái cơ chế mà nó cũng có cái phần tương tự như là Ethereum. Tại vì các bạn đã biết là trên mạng lưới của Ether đó chúng ta có hai loại phí, phí căn bản và cái phí phụ thêm. Phí căn bản đó là sẽ bị đốt đi các bạn trong mỗi lần giao dịch cho nên chúng ta mới thấy là Ether đó, khi mà giao dịch nhiều dẫn đến là giảm phát là như vậy nhưng mà cái phí phụ thêm sẽ được trả cho cái vai đây rồi nhưng mà bây giờ đó Solana thì theo thông biết là họ ủng hộ là bây giờ 100% phí sẽ được trả cho vai đây rồi chứ không bị đốt đi nữa tại vì có một cái vấn đề thường cũng mới biết các bạn như bài nào mà hiểu hơn về Solana có thể chia sẻ ở comment bên dưới thì đối với bài viết này đã được chia sẻ bởi Condesk nói là có một cái khả năng là những người mà vai đây đời các bạn những người mà xác nhận giao dịch ở trên mạng lưới Solana hoặc có thể có những cái điêu dòng ngoài với những người mà họ cần xác nhận giao dịch để có thể có được thêm Solana. Thường không biết là làm sao họ làm được như vậy nhưng mà nào hiểu thêm thì có thể comment bên dưới. Tại vì thường tưởng đâu giao dịch nó sẽ đi vào một cái cơ chế ngẫu nhiên và chúng ta cũng thấy có một cái thông tin khác nữa liên quan đến FTX các bạn thì ngoại trừ Sam bankman free bị kết án tù 25 năm chúng ta bây giờ đã có Ryan Salami của FTX cũng bị kết án tù là 7 năm rưỡi các bạn và Ryan Salami là người đã giúp Sam kết nối với nhiều người nổi tiếng và chính trị gia ngoài ra đó thì Ryan còn bị kết án 3 năm quản thúc nghĩa là ngoại trừ 7 năm rưỡi này thì sau đó bị kết án là 3 năm quản thúc và bị buộc là phải trả hơn 6 triệu đô la tiền tịch thu và hơn 5 triệu đô la tiền bồi thường. Điều thú vị đó là hai năm trước Ryan đã đùa trên Twitter là tôi có một giấc mơ điên rồ đêm qua, tôi và Sam bị kết án 10 năm tù vì ăn trộm một chiếc bánh hamburger. Nhưng mà đáng tiếc cái mà họ ăn cắp là nhiều hơn rất là nhiều các bạn. <laughs> Không phải là một cái hamburger và chúng ta cũng muốn, uh, bây giờ hãy nói tới một số những cái tin tức chung của thị trường tài chính đi tại vì cũng có một số tin tức thú vị thì muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn thấy được là trước hết á, thì uh, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ bây giờ đã sẽ từ từ chuyển qua cơ chế là T plus one nghĩa là các bạn sau khi trade á, thì có thể là được xử lý trong vòng một ngày có nghĩa là đã nhanh hơn rất nhiều sau 100 năm các bạn điều thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là có rất nhiều người nói là crypto không áp dụng thực tế hay crypto không giúp ích được gì hết thật ra đó là tại vì nhiều người họ không thực sự hiểu cơ chế hoạt động một crypto như thế nào khi mà chúng ta nói tới bitcoin mỗi 10 phút là một lốc thì đó là cái cơ chế xử lý giao dịch gốc các bạn nó không giống như các bạn nói là các bạn giao dịch chứng khoán các bạn phải chờ hai ba ngày mới được xử lý hay là các bạn à, sử dụng ngân hàng các bạn chuyển tiền thì khoảng chừng hai ba ngày sau mới được xử lý các bạn cho dù các bạn nghĩ là được xử lý rồi nhưng mà trên căn bản giao dịch gốc đó vẫn chưa được xử lý và nhất là những bạn nào mà sử dụng thẻ tín dụng đó thì các bạn còn đã biết là khi mà sử dụng thẻ rồi thì hai ba ngày sau chủ của công ty đó hay là chủ cửa hàng đó mới nhận được tiền cho nên mới xảy ra những cái trường hợp là khi các bạn sử dụng thẻ hay là ai đó làm mất thẻ thì họ sẽ báo với lại ngân hàng ngân hàng sẽ cắt cái thẻ đó và sẽ không chi trả cho việc đó các bạn tại vì trên căn bản đó khi mà các bạn chạc tiền phải tốn vài ngày mới tới được cái người mà nhận tiền cho nên tất cả đều tốn thời gian hết các bạn chứ các bạn nghĩ là chuyển ngay lập tức nhưng mà thực sự do việc gốc vẫn chưa được xử lý chỉ là các bạn trong hệ thống cho nên mà nghĩ cảm thấy là nhanh mà thôi chứ các bạn chuyển tiền khỏi hệ thống giống như các bạn dùng ngân hàng các bạn các bạn chuyển tiền cho thuận đi thì sẽ tốn rất nhiều thời gian chứ không phải là chỉ tốn vài giây đâu tốn thậm chí là vài ngày và phí rất là cao cho nên chúng ta nhìn thấy được là một cái mà blockchain có thể mang lại những cái dự án những cái mạng lưới như bitcoin có thể mang lại đó chính là xử lý giao dịch chóc trong cái thời gian nhanh nhất và chúng ta thấy được là mạng lưới nào mà càng phi tập trung càng an toàn thì sẽ càng chậm cho nên bitcoin đó tốn tới 10 phút trong khi những mạng lưới khác thì tốn thời gian ít hơn nhưng mà cũng vì lý do đó chúng ta mới thấy được là sau bao nhiêu năm các bạn sau mấy chục năm tại sao bây giờ thì chúng ta mới thấy những cái cải tiến trong thị trường tài chính Chính như các bạn thấy được là sau khi mà có crypto rồi đó Thì Fed mới nghĩ đến chuyện là có mạng lưới Fed nào Để mà giải quyết cái giao dịch nó nhanh hơn Tại vì sao? Tại vì trong vòng bao nhiêu năm qua họ đâu có cạnh tranh đâu các bạn Không ai cạnh tranh với lại Western Union Không ai cạnh tranh với lại ngân hàng Cho nên họ cũng không có lý do gì cả tiếng Chính vì sẽ xuất hiện của crypto cho nên họ mới bắt đầu lo lắng và họ thực sự nghĩ là trong tương lai crypto sẽ là một cái phần cạnh tranh rất lớn đối với họ cho nên các bạn thấy là những cái cải tiến bây giờ như là nào và bây giờ các bạn thấy được là với cái phong trào kinh hóa tài sản đó thì bây giờ thị trường chứng khoán đã nhanh chóng chuyển thành T plus 1 thì vẫn rất là chậm các bạn tại vì tốn tới một ngày mới được xử lý giao dịch nhưng mà cũng nhanh hơn là các bạn giao dịch thì bây giờ tốn hai ba ngày nhưng mà nào giống như các bạn mua chứng khoán đi các bạn cảm thấy là mua thì các bạn có liền nhưng mà trên căn bản nó họ chỉ ứng trước mà thôi tại vì họ sẽ lấy tiền ngân hàng các bạn vài ngày sau đó cho nên khi các bạn mua rồi các bạn bán ngay lập tức thì bây có lời đó các bạn bán trong một, ngày thì các bạn cũng không có rút tiền ra được tại vì họ vẫn chưa lấy tiền của bạn khi bạn mua cho nên chúng ta mới thấy được là khi mà giao dịch thì thực sự có cái sự delay trong thị trường tài chính và cũng chính vì crypto mới dẫn đến cái thúc đẩy của cái sự đổi mới này đó các bạn và chúng ta bây giờ hãy nhìn chung tình hình của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ các bạn. Thì hôm nay đó chúng ta nhìn thấy được là tuy chỉ số Dow Jones sau khi đạt đỉnh thì giảm xuống 0.55%, chỉ số S&P 500 thì không thay đổi nhiều nhưng mà Nasdaq ngày hôm nay đã đạt đỉnh mới các bạn, lần đầu tiên qua khỏi 17.000 điểm. Và các bạn đã thấy được lý do tại sao là tại vì Nvidia các bạn Nvidia là một cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng mạnh và ngay bây giờ đó Nvidia ở cái vốn hóa là 2.81 nghìn tỷ Nvidia một cổ phiếu thôi ở Hoa Kỳ vốn hóa của cổ phiếu này đó còn lớn hơn cả toàn bộ thị trường chứng khoán của Canada chỉ có 272 nghìn tỷ mà thôi cho các bạn thấy được là cổ phiếu của Nvidia bây giờ đang lớn cỡ nào. Và chúng ta có thể nhìn thấy là các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đạt đỉnh năm 2021 thì nhiều người đã nhanh chóng nói là tại vì dòng tiền được thả lỏng, lãi suất thấp do Covid. Đây là một sự tăng trưởng giả dối. Nhưng mà năm 2024, các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ cũng đạt đỉnh mới, nhưng mà dòng tiền bây giờ đang bị siết chặt hơn bao giờ hết các bạn và lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. B luôn nghe có vẻ rất logic nhưng mà Bo mới là người kiếm được tiền trong thị trường tài chính này. Và quan trọng hơn về dài hạn chỉ có một yếu tố mà thôi đó chính là cung và cầu. Họ muốn lưu trữ tài sản nhiều hơn hay là họ muốn lưu trữ tiền mặt nhiều hơn. Và về dài hạn đó thì mọi người phần lớn chỉ muốn lưu trữ tài sản mà thôi các bạn. Chúng ta nhìn vào pre-market thì bây giờ thì hơi đỏ một chút cả ba chỉ số thì giảm khoảng chừng là 0.3%. Còn về hợp đồng của dầu ngày hôm nay đã, đã trở lại cái mức là 80 đô rồi các bạn, 80 đô 12 cm cho một thùng dầu. Còn về vàng đó thì cũng không thay đổi nhiều ở mức là 2.359 đô cho một ounce vàng thì cũng vẫn dưới 2.400 một chút các bạn về crypto chúng ta cũng đã nói khá nhiều rồi nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là có một thống kê được chia sẻ bởi Kobishi Letter thì đây là cái thống kê phần trăm lạm phát tính từ năm 2021 nghĩa là mức giá bây giờ so với năm 2021 thì các bạn có thể dễ dàng nhận được là cái sự tăng trưởng của những mặt hàng thông thường nó cao hơn nhiều so với những cái thống kê được chia sẻ bởi CPI, PCE giống như là thứ sáu này thì có chỉ số PCE họ tính là trong vòng 12 tháng qua là 23% gì đó rồi trước đó là bao nhiêu phần trăm nhưng mà sự thật đó, các bạn nhìn thấy là những mặt hàng đơn thuần ở Hoa Kỳ như là chúng ta nói tới trứng đi thì trứng gà đó đã tăng 49.3% trong vòng từ năm 2021 tới bây giờ 3 năm qua các bạn xăng tăng 47.8% phần trăm Chúng ta nói tới là mua vé máy bay đó tăng 32%, tiền điện tăng gần như là 30%, tiền gas tăng gần như là 27%, gà các bạn tăng gần như là 24% trong cùng thời điểm đó chỉ có 3 năm mà thôi. Các bạn di chuyển công cộng đó như là đi xe bus gì đó thì tăng 22.2%, các bạn mua xe cũ đó thì tăng gần như 21%, các bạn mua milk như là các bạn mua sữa đó thì là tăng 15%, và các bạn mua quần áo đó là trung bình tăng 13.5% trong vòng 3 năm qua cái gì cũng tăng hết các bạn chỉ có một cái không tăng đó chính là lương mà thôi đó là chính là tình hình hiện tại các bạn và một ngày nào đó có thể là trong năm nay Fed ở Hoa Kỳ họ sẽ công bố đã chiến thắng lạm phát tại vì lạm phát trên con đường trở về 2% nhưng mà sự thật đó là lạm phát đã có và sẽ ở lại mãi mãi các bạn cái mà họ nói chính là lạm phát trong tương lai chứ còn cái sự tăng trưởng đã có rồi và nó sẽ ở lại và nó sẽ bắt đầu tăng trưởng từ những cái mức này chỉ là trong cái phạm vi nó thấp hơn mà thôi các bạn nhưng mà đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta cần phải đầu tư dài hạn tại vì trên thực tế tiền mức giá dài hạn các bạn các bạn chỉ dựa vào tăng lương thì sẽ không thể theo kịp cái sự tăng trưởng giá cả coi như mặt hàng đâu đầu tư là cách duy nhất để mà bảo vệ các bạn và chúng ta cũng nói tới thông tin cuối cùng đi. Thì à, các bạn thấy được là những cái nỗ lực đến từ à, ngân hàng trung ương Trung Quốc sau khi mà có đại dịch tại vì tình hình kinh tế Trung Quốc đó rất là bất ổn các bạn, nhất là liên quan tới bất động sản thì các bạn đã biết là Trung Quốc là một trong những quốc gia hiếm hoi mà không có tăng lãi suất tại vì kinh tế đã yếu rồi. Họ thậm chí lại giảm lãi suất, thả lỏng dòng tiền, bơm tiền vào trong thị trường rất là nhiều lần các bạn. Thậm chí là không có cho số chứng khoán và có rất nhiều những cái chiến lược liên quan tới thị trường bất động sản mà đang bị suy sụp. Thì sau những nỗ lực đó sau hơn một năm đó, thì quỹ tiền tệ quốc tế imf à, cũng đã xác nhận là trung quốc đang trên con đường tăng trưởng trở lại và thì bây giờ ước tính là GDP có thể tăng lên tới 5% thay vì trước đó chỉ là 3.6% mà thôi. Và đương nhiên đây là tin tức tốt các bạn. Cho dù là các bạn có quan điểm gì về chính trị đó, cái mà các bạn nên hiểu Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Nếu như là một trong hai gặp vấn đề gì đó thì sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều thị trường. Chứ không phải riêng chỉ là Hoa Kỳ hay Trung Quốc đâu. Và nếu cả hai gặp vấn đề thì tình hình nó còn sẽ tệ hơn nữa các bạn. Tại vì

nhập khẩu rất là nhiều và Trung Quốc xuất khẩu rất là nhiều dòng tiền ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn sẽ đi nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link khi bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn sẽ nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, xm4e, binance, Alineax và một số những những dịch khác là bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn